Thật sự đến hôm nay chắc có lẽ các bạn cũng đã biết đến chuyện nhà mình rồi. Qua cái chuyện này mình cũng nhận ra được rằng đó là cái tâm trạng của con người á, nó ảnh hưởng nhiều đến vẻ bề ngoài lắm. Cái chuyện mà mất con á, không ai muốn hết trơn. Con cái mình sinh ra, mình dành thời gian bên con, rồi cho đến một ngày con mình nó bỏ mình nó đi, thì làm gì có bậc cha mẹ nào mà cảm thấy hài lòng với việc đó ha mọi người. Thật sự thời gian qua vợ chồng mình cũng rất là cảm ơn những cái người mà đã quan tâm đến vợ chồng mình. Còn đối với những bạn mà đánh giá mình qua vẻ bề ngoài, mặc cho các bạn có nói là mình trông giống như một cái thằng mà bị bệnh như này như kia, thì mình xin nói một câu là mình không quan tâm đến việc đó đâu. Bởi vì cái thân hình và gương mặt này là do ba mẹ ban cho mình, và bản thân của Phương chỉ muốn gia đình, người thân và vợ con yêu thương Phương là được rồi. Còn đối với những bạn mà nói là Phương ác với con cái này kia, vậy Phương hỏi các bạn, nếu Phương nói là Phương yêu thương con cái, Phương lo lắng cho con cái, thì vậy các bạn có tin Phương không? Các bạn đã có biết được những cái ước mơ hay là những cái mục tiêu mà Phương đặt ra cho con gái của mình? Nào là trước khi mà con gái lớn của mình nó vô lớp 1 á, là con gái mình sẽ có một cái căn phòng ngủ riêng và sẽ được sống trong một căn nhà mới do chính ba mẹ nó xây. Rồi vào ngay cái buổi chiều mà trước khi mà buổi tối xảy ra chuyện, vợ chồng Phương á chở con bé đi trên đường, vợ chồng Phương mới nói chuyện với nhau, thì tụi Phương nói là bây giờ chở đi từ khi mà con bé còn vẫn học lớp 1 cho đến lớp 12 là tụi mình sẽ cùng nhờ hai Phương đưa đón con bé đi học mỗi ngày. Rồi chiếc xe đạp màu hồng mà Phương mua tặng con gái, đến tận cái lúc mà con mình mất á, con bé vẫn chưa biết đi xe đạp nữa. Và cái điều mà khiến cho mình đau nhói nhất á là khoảng thời gian mà con bé là được 4 tuổi rồi mà đến tận bây giờ con gái mình vẫn chưa từ gọi mình là ba. Cuộc đời mình nó chưa bao giờ được nghe con bé gọi hai chữ ba ơi luôn. Thì các bạn nghĩ cảm giác của mình nó sẽ như thế nào? Những hình ảnh của mình nó xuất hiện trên video á, nếu mà các bạn nhìn thấy mình đang cười mỉm hay là mình đang bình thản, thì các bạn hãy khoan và nghĩ rằng bên trong con người mình nó không bị tan vỡ, nhưng mà cuộc sống của mình bắt buộc mình phải tiếp tục đi tiếp để mình còn phải lo cho vợ và bé nhỏ của mình nữa. Cho nên nó trong clip này mình mong mọi người làm ơn đừng nhắc đến đau thương của quá khứ nữa. Còn những bạn nào mà dùng hình ảnh của con mình để đăng lên mạng á, thì làm ơn hãy gỡ xuống giùm mình.